vậy là cuối cùng tổ đội của mình cũng đã lắp hoàn thành xong cái bộ sản phẩm Orochimaru của hãng Cloud Studio. Và ngay bây giờ mình sẽ đánh giá cụ thể chi tiết cái bộ sản phẩm này cho các bạn cùng thưởng thức nhá. Bắt đầu từ cái phần bay của cái bộ sản phẩm này thì nó giống hệt như những cái bộ sản phẩm trước đây của hãng Cloud. Nó là một dạng bay thông thường và ở giữa nó có một cái gì liên quan đến nhân vật chính. Cái màu ở đây chính là cái màu da con rắn Manda vẫn hay đi cùng với cả Orochimaru. Orochimaru triệu hội ra con rắn này thì chính xác hơn. Màu da rắn màu tím và có những cái viền đen ở những cái nhánh đấy. Một sự rất liên quan mặc dù ở đây không xuất hiện con rắn Manda. Ở phần giữa của cái bay này nó là cái logo. Cái logo là chính là cái logo ở trên cái nhẫn mà Orochimaru đã đeo. Những người mà tham gia Akatsuki thì sẽ có cái nhẫn này. Tiếp theo là bắt đầu từ cái phần bay gốc trở lên thì nó sẽ là những cái hình ảnh liên quan đến nhân vật Orochimaru. Các bạn đã xem đây, thi cử phong tận. Cái chiêu này là chiêu của Minato và Đệ Tam đã sử dụng lại để hủy hoại đi đôi tay của Orochimaru. Cái hình ảnh rất liên quan. Và tất nhiên là sau đấy thì Orochimaru cũng bằng cách nào đấy đã hồi phục lại đôi tay của mình. Tiếp theo đấy là cái hình ảnh rất là đặc biệt. Đó chính là bốn con rắn mọc ra từ lưới đá này. Đây là một cái skill rất là ít xuất hiện trong series phim Naruto. Và cái bốn con rắn này xuất hiện ở cái thời điểm ở trong quá khứ thì mình không biết, nhưng mà cái thời điểm nó xuất hiện là gần nhất là đánh nhau với cả Itachi ấy. Nó mọc từ nguyên ấn của Sasuke ra. Cái nguyên ấn đó chính là Orochimaru gắn trên vai của Sasuke đấy. Những con rắn này trông rất là hoành tráng, rất là dữ tợn ấy. Nhưng mà đối với cả một sát thủ như Itachi thì nó cũng chả ý nghĩa là gì cả. Và nhân vật quan trọng nhất của chúng ta, Orochimaru, một nhân vật phải nói là khá danh ma, quỷ quyệt, cáo già đã xuất hiện đây. Đấy, đứng ở giữa một bầy rắn. Phải nói là cái tạo hình này về Orochimaru này mình nói là công nhận là rất là đẹp, nhìn rất là chất lượng. Cái phong thái và cái thần thái khuôn mặt nữa nhìn nó rất là chất. Đây là cái thời điểm mà Orochimaru vẫn còn tham gia Akatsuki. Thực ra Orochimaru tham gia cái tổ chức này hình như là chỉ để tìm hiểu, là mục đích là để chiếm cái thân xác của Itachi thôi. Nhưng mà chắc là sau này thấy Itachi có vẻ khó nhai quá nên là tự động rời bỏ tổ chức và ra ngoài lập công ty riêng. Cái thanh kiếm Orochimaru đang cầm trên tay là thanh kiếm cũng có hình biểu tượng con rắn đấy. Hình như là mãng xà kiếm thôi phải, mình không nhớ chính xác. Nhưng mà có dùng kiếm. Với cái khuôn mặt Orochimaru của hãng Cloud Studio làm lần này mình đánh giá khá là chất lượng. Phải nói là khá là đẹp, mà rất là rõ nét cái hình ảnh sự có một cái gì đấy rất là ma mãnh cáo già từ Orochi. Nhân vật của khuôn mặt làm rất là tốt. Và những cái mái tóc, những cái ngọn tóc này nữa uốn làm rất là đỉnh. Này mà vận chuyển nó bị vẫn không bị làm sao cả. Phải nói là cái cách bảo quản, cách đóng gói của họ rất là ok. Từ những cái ngón tay này nhìn rất là mong manh nhưng mà nó cũng không làm sao, rất là đẹp, kiểu dáng nhìn rất là chất. Cái bộ sản phẩm này thì hãng Glow mình để ý là họ có vẻ là hơi quan tâm đặc biệt đến cái nhân vật này. Đằng sau cái phần bay thực ra nó cũng chả có cái gì quan trọng, nhưng mà họ vẫn khắc họa lên cái bộ sản phẩm này bốn cái hình nhân vật là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ. Bốn cái nhân vật này được Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh để hồi sinh lại và đi đánh nhau với cả Madara trong cái trận chiến rất là khốc liệt, trận chiến cuối cùng trong series Naruto. Thực ra là cái phần đằng sau là rất khi được để ý, rất là được quan tâm, rất ít khi được quan tâm. Nhưng mà họ đằng sau họ vẫn làm đầy đủ những cái nhân vật như là đệ nhất này, đệ nhị, đệ nhị tam, đệ tứ, bốn cái nhân vật là họ chỉ cần khác lại thôi. Nhưng mà những cái chi tiết này họ làm rất là rõ nét. Với cái màu sơn thì cũng không có gì để nói nhiều. Hãng Cloud này thì các bạn xem những cái sản phẩm từ hệ Akatsuki đời đầu đến đây là cái nhân vật gần như là cuối rồi thì cái màu sơn mình đánh giá vẫn là duy trì vẫn rất là tốt. Nhân vật Orochimaru này thì thực ra nó rất là ít màu mè, bộ quần áo màu sắc chuẩn mà. Hãng Cloud làm đến nhân vật cuối thì tạo hình của nó càng ngày càng chất. Một bộ sản phẩm khá là chất lượng đến từ hãng Cloud về nhân vật Orochimaru. Nói chung để đóng góp ý kiến cho cái bộ sản phẩm này thì mình chỉ muốn là nếu mà có thêm con rắn Manda thì tốt rồi, còn tổng quát lại là ổn rồi. Ok, vậy là cái phần đánh giá cụ thể về thiết bộ sản phẩm Orochimaru của hãng Cloud tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share, subscribe quan trọng hơn là đặt hàng để ủng hộ shop của mình nhé. Bye bye.